Hi, xin chào các bạn. Hai con mắm. Con mắm mới thích các bạn. Đây các bạn. Cái này là thịt vịt nè các bạn, nguyên con vịt nè. Thật sự mình chưa lần nào mà làm thịt vịt ăn luôn các bạn. Nhưng mà bữa nay thì mình sẽ làm thịt thịt vịt, nghĩa là mình sẽ luộc với lại mía các bạn. Hoặc là hấp, hấp với lại mía. Để mía ở dưới xong rồi để con vịt lên. Ở đây có giá ngay đây nè. 16 đồng 33 sen. Trời ơi, con này nó bự mà nhìn á, nó bự hơn con gà nhiều các bạn. Với lại ngay đây nè, nó có cảm giác nó mỡ quá, giống như có nhiều mỡ quá trời nữa. Bây giờ mình sẽ rửa nha, mình không biết sẽ làm sạch như thế nào. Mà thôi thì mình cái gì cũng mình cũng rửa với muối hết trơn á. Mới sẽ rửa xong rồi để vô hấp á. Bạn mới đã sắp mía lên rồi nè. Mía này thì mới mua đông đá các bạn, chứ ở đây mua mía mà mía tươi á cũng có nhưng mà nó héo dữ lắm. Mía đông đá này ăn ngon hơn là mía tươi các bạn, tại mình cũng đã mua mía tươi rồi. Mía này thì để nó xả hết đá ra, hết đá tan hết rồi đó, ăn cũng rất là ngon luôn các bạn. Mình sẽ để thịt vô nè, để thịt vịt vô nè. Mình đổ nước ở dưới. Không vừa cái nồi luôn các bạn ơi. Mình để vô cái nắp bẹp xuống luôn rồi nè. Cái miếng kia nó tuột xuống luôn rồi. Bây giờ là luộc luôn rồi. Mà bây giờ mình sẽ để thêm gừng nghe cho nó thơm ngát. Có mía nhưng mà vẫn để thêm gừng. Gừng thì nó thơm thơm, mía thì nó có vị ngọt ngọt. Một hồi khi mà nước lên á thì nó sẽ mía nó sẽ nước ngọt của nó ra, nó sẽ thấm vô con vịt. Còn gừng thì cho nó thơm thơm. Đây các bạn, mình để rất là nhiều gừng luôn các bạn. Rất nhiều gừng ở trên luôn. Đây mình sẽ đậy nắp lại, đợi chín rồi ăn nhé. Hi, xin chào các bạn á. Đây các bạn, bữa nay mình luộc. Lúc đầu là hấp các bạn. Hấp xong rồi để cái này vô mía nè, hấp mía. Xong rồi nó nặng quá xong nó tuột xuống luôn, thành ra luộc luôn. Luộc mía luôn. Mía này cũng rất là ngon các bạn. Rất là ngọt luôn. Mình có ăn thử rồi, ở đây có nước sốt, trời ơi, nước sốt nè. Sốt của mình nè. Rất là nhiều luôn. Thì đây là lần đầu tiên mình ăn vịt luộc các bạn. Gà thì mình có ăn rồi. Nè, vịt thì hồi nãy mình cũng đã rửa sạch các bạn, nghĩa là coi rồi nhưng mà lông của nó không cách nào mà sạch được các bạn. Lông của nó như nhỏ xíu à. Rất là nhỏ luôn, rất là mỏng nè. Nên thành ra khi mà luộc xong thì mới thấy các bạn, mới thấy hết được cái mỏ đó nè. Thử mí nhé, nè cho các bạn thử mí, mí luộc thử sẽ như thế nào. Ngon quá. Dính xong môi luôn. Cái mùi á khi mà mở ra rất là thơm gừng, với lại cái mùi nó rất là ngọt các bạn, ngọt của cái này nè. Mấy ngon quá. Khi mà luộc xong các bạn, mía nó ngọt hơn là cái mới ăn tươi luôn. Cảm giác nó ngọt hơn các bạn. Nhưng mà mới ăn tươi thì cái này thì đông đá các bạn, mới mua đông đá, nhưng mà khi mà mới xả đá ra thì nó tan đá hết rồi, mới để vô trong tủ lạnh á thì mới ăn nó cũng rất là ngon các bạn. Đây bây giờ mới sẽ thử nhá. Chân của nó nè. Con vịt thì cái chân của nó đó vậy nè, khác vậy con gà là vậy á. Tại hôm bữa có nhiều bạn hỏi mươi, có nhiều câu hỏi mắc cười quá.
mà sẽ không ăn chân của nó không. Cái món này đằng ngoài mưa ra không ai ăn luôn á. Anh là đồ luộc anh không ăn. Nóng quá bạn ha. Đây, lấy cái mía này nhìn vô. Nóng quá. Nó như cái kéo cắt luôn. Trời ơi, nó ra nước như vậy luôn. Các bạn đây mời các bạn miếng nè, cắn miếng nè. Trời ơi nước nó nhiều, để cái dễ dứt nè. Nhiều mới mới giờ ăn hết một cái đuôi rồi các bạn, mà nãy giờ không có bấm quay tức không. Đây mời các bạn nhé, mời lại nhé, hồi nãy không có bấm quay nên bây giờ mời lại nè. Cắn miếng à. Đó nhiều cái tích kiểu rồi mà. Nhiều khi hả, mình ngồi ăn hết một nồi luôn, quay qua nãy giờ chưa quay, nó tức ói máu luôn. Giống như hôm qua em Lý Hà vậy đó, ăn chanh ăn hết hai trái rồi, quay xong làm thử thách đó, quay qua chưa có lưu lại làm cái video mới tiếp, trời ơi tức lắm. Thành ra em ấy là người ăn nhiều nhất mỡ, lấy ra cái da của nó nhiều mỡ quá trời.
Cái này nè, rất là ngon các bạn. Các bạn sẽ biết sao không? Nó ngọt ngọt nhưng mà nó lại thơm thơm mà béo béo của nước mỡ của cái này nè. Ngọt nó béo béo. Này rất là ngon luôn. Kiểu này món vịt ế. Cái dịch thì cái mỏ nó bẹp vậy nè. Đó. Tại mình biết các bạn hỏi mình là hỏi thịt gà với thịt gà tây khác cái gì thì bây giờ mình cũng sẽ nói cho các bạn biết gà với lại dịch nó khác cái gì. Cái da của nó thì nó mỡ nhiều hơn là thịt gà, mỡ rất là nhiều luôn. Con nó bự hơn. Với lại cái chân của nó thì như thế này đây. Nó có cái miếng này các bạn để nó bơi, còn con gà thì không có miếng này lắm. Me. Trời ơi. Ở luôn rồi. Ăn hai cái đùi rồi mà một bên đùi không có quay phim. Trời ơi. Trời, cái này nó thịt nó không có nhiều đâu, chỉ có ăn hai cái bên đùi thôi. Mà ăn nó nhiều mỡ quá các bạn, ăn nó ngán. Mình sẽ lật qua một bên thì ngay đây nó sẽ có thịt. Giống như thịt gà thì ngay đây nó sẽ có rất là nhiều thịt luôn. Chưa chín lắm các bạn. Ngay đây chưa có chín lắm. Trời ơi luộc lâu lắm rồi đó. Mà chưa chín. Đây các bạn, coi cái lớp mỡ của nó nè. Giống như là thịt heo luôn các bạn. Không khác gì là thịt heo hết á, nên ăn thịt vịt nó ngán hơn là thịt gà các bạn. Thịt gà chạy bộ mới ăn lắm. Ăn thịt gà á dễ hơn là gà chạy bộ các bạn, tại gà á không có nhiều thịt, con nó nhỏ hơn. Con này khoảng 16 đồng 33 cent. Khoảng 200 mấy 300 Việt Nam các bạn. Bên Việt Nam thì khoảng bao nhiêu một con vịt các bạn? Tính ra giá này là chắc là rẻ không? Vịt thì mới ít khi làm ăn lắm các bạn, tại cũng cũng nghe nhiều người kêu thịt vịt nó hôi lắm. Nhưng mà mới có một cái tật đó là cứ món nào mà lạ mới chưa có ăn á là mới sẽ lấy muối mới chà. Ví như là mực này kia mới ăn lần đầu tiên á thì mới sẽ lấy muối mới bóp bóp muối, giống cái này cũng vậy. Mới thấy là lạ mà nghe người ta kêu hôi quá nên mới cũng lấy muối mới chà luôn, chà massage cho nó luôn. Xong rồi hấp để mía với lại gừng, nó không bị tách các bạn.
đó là có gừng á, là nước chấm của mình có để thêm ngò nữa. Để coi cánh của nó nè, cánh của nó không có gì hết trơn mà. Chút thịt à, thịt gà sẽ nhiều thịt hơn. Thịt vịt này mình hay mua thịt vịt quay rồi các bạn, vịt quay thì ăn ngon, chứ còn mà mua luộc thì chắc mình sẽ ăn lần này thôi. Để mình luộc. Thịt gà thì rẻ hơn con vịt các bạn. Mía rất là ngon các bạn ạ. Riêng miếng này chứ, riêng món này chứ, riêng món này là mê mê mía. Mía đúng ra là cái món phụ của con vịt thôi. Đi giết nó bị chói quá. Và câu nữa nè, trời ơi ngay đây nó mỡ không các bạn, tôi biết này là mỡ không, cái đầu nó đây mê món này à. Mình đang tò mò là nếu như là mía mà hấp một mình nó hoặc luộc một mình nó không biết có ngon không ta. Trời ơi, miếng ngon thiệt luôn á các bạn ơi.
Ở dưới này mỡ không các bạn. Còn một bên ức của nó nữa các bạn. Nhưng mà mới ăn không nổi các bạn ơi. Ăn cái thịt này nó mỡ nhiều quá. Ngán các bạn. Ăn thịt gà thì nó sẽ ngon hơn. Ngon hơn cái thịt này. Đối với Mary á, tại vì mỗi người mỗi khác, không phải cứ cứ mày thích là các bạn cũng thích. Nên thành ra có nhiều người nói là món đó mà không ngon hoặc món đó mà nói ngon, nhiều khi các bạn thấy ngon nhưng mà Mary lại không thấy ngon. Cũng có nhiều món các bạn thấy không ngon nhưng mà nó lại hợp với Mary, thích khẩu vị của Mary các bạn. Ăn mía nó bị dính luôn. Trời ơi nó mỡ. Cái này không dám ăn luôn nè, toàn mỡ không luôn. Mềm mỹ nhất. Thôi các bạn ơi, mình ăn từng này thôi hết nổi rồi. Ăn hai bên đùi với lại một bên cái ức của nó, còn một bên này thôi. Còn một hồi nữa mình coi, nếu như mà mình có thể bóp làm gỏi được thì mình sẽ làm gỏi cái miếng ngay ức nè. Làm gỏi dưa lê hoặc là xoài ăn nó sẽ đỡ ngán. Thôi cảm ơn các bạn nhé, hẹn gặp các bạn video tới nhé. Bye.